Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập chung trang số 41, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm rất là chi tiết rồi, rất là đầy đủ rồi. Các em hãy tìm theo chương, theo trang hoặc là theo bài để chúng ta học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 41 nào. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài luyện tập trung này. Thì trong cái phần luyện tập trung của chúng ta bao giờ người ta cũng sẽ có những cái phần ví dụ này, đúng không? Đấy, vậy thì những cái ví dụ này thì nó có sẵn những cái lời giải rồi. Chủ yếu là mang tính chất là gì? Luyện tập lại cho các em những cái kiến thức mà chúng ta đã học thôi. Các em có thể đọc nha. Bây giờ tiết kiệm cái thời gian thì thầy và các em sẽ giải quyết những cái bài tập ở đây. Ta sẽ đến với cái bài tập số 1 nhé. Đó là bài 7.21 nè. 7.21. Người ta yêu cầu mình là tính một cách hợp lý. Đó. Vậy thì tính hợp lý là chúng ta phải tính như nào các em? Chúng ta sẽ phải áp dụng các tính chất phân phối, tính chất giao hoán, tính chất gì? Kết hợp. Để gì? Để mình thực hiện, đúng không nào? Rồi, mình sẽ có câu A này. 5,3. Thầy chưa viết dấu phẩy mà đã ghi dấu trừ các em. Cứ miệng thì nói nhưng mà tay thì nó lại không có theo cái điều khiển của mình. Trừ đi, trừ 5,1 nè. Đó. Cộng với nè. Trừ 5,3 nè. Cộng với mấy? Cộng với 4,9 nè. Vậy các em nhìn thấy ở đây nè. Có một cái dấu hiệu này các em. Đây có 5,3 này, anh này có 5,3 này, dấu nó trái dấu này kìa. Vậy thì chúng mình sẽ nghĩ ngay tới cái cách là gì? Bắt cặp nó vào với nhau, đúng không? Đó, các em sẽ bắt cặp nó vào nhé. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ bắt cặp hai cái anh này vào. Vậy thì nó sẽ bằng nè 5,3 này. Các em trừ cho. Trừ mới cộng khi chúng ta bỏ dấu. Bỏ dấu, dấu ngoặc này. Thì dấu ở trong gì? Trong ngoặc nó sẽ phải làm sao? Đổi dấu. Vậy thì trừ mới cộng thì đây sẽ bằng gì? Bằng trừ nhá. Trừ cho 5,3 này. Đúng không? Rồi. Ở đằng trước này. Xin lỗi các em, ở đây thì dấu cộng thì trong ngoặc ta vẫn giữ nguyên dấu chứ. Ở đằng trước này có dấu trừ thì khi chúng ta bỏ dấu ra thì dấu ở trong ngoặc chúng ta sẽ đổi thành cộng với 5,1 này. Cộng 4,9 ta giữ nguyên này. Được chưa? Rồi đến đây thì chúng ta sẽ bắt theo cặp này để các em thực hiện nhé. Sẽ là 5,3 trừ 5,3 này. Đó, chúng ta sẽ bắt nó vào một cái cặp. Đưa nó vào trong cái ngoặc vuông chỗ dễ. Hoặc các em thể hiện ngoặc tròn được. Không sao hết. 5,1 cộng 4,9 này. Được chưa? Rồi đến đây thì hai anh này là số gì? Số đối nhau này thì sẽ bằng 0. Cộng 5,1 với 4,9. 1 cộng với 9 bằng 10 với 0 nhớ 1. 5 với 4 là 9 nhớ 1 là 10. Như vậy nó sẽ bằng 10,0. 10,0 thì các em chỉ cần ghi là gì? Ghi là 10 thôi đúng không? 0 cộng với 10 thì bằng mấy các em? Bằng 10. Xong chưa? Đấy, câu A xong nhé. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm câu B. Câu B nè. Người ta cho mình như sau. Trong ngoặc nè, 2,7 nè, trừ cho 51,4 nè, đóng ngoặc lại nè, trừ nè, 48 nè, 6 nè, trừ cho 7,3 nè các em. Đấy, như vậy để giải quyết được cái câu này thì điều đầu tiên các em sẽ làm gì? Chúng ta thấy ở đây nó có cái nào thuận lợi không? Không có cái nào thuận lợi hết thì chúng ta sẽ bỏ cái ngoặc này ra trước đó đi. Bỏ ngoặc ra trước đó nhá. Nó sẽ bằng nè 2,7 nè. Được chưa? Trừ 51,4 nè. Trừ này nhớ đây đằng trước có dấu trừ nha. Trừ cho 48,6. Dấu trừ thì trong ngoặc chúng ta phải đổi gì? Đổi dấu trừ 7,3 thì sẽ thành cộng 7,3. Rồi đến đây thì mình sẽ thấy nó
có xuất hiện cái gì không các em? Xuất hiện gì không? Không thấy có xuất hiện cái gì, đúng không? Có không các em? Không có xuất hiện gì, đúng không? Vậy thì mình sẽ lại nhìn vào, mình sẽ thấy là 46,8 này với 7,3 này, các em đưa vào một nhóm. Hai cái này chúng ta có thể đưa vào một cái nhóm ở đây rồi, chúng ta đã bỏ cái dấu ra rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ làm thực hiện phép tính như thế nào đây? 2,7 này với 7,3 này, đây là phần thập phân này, đó, đây nè. Mình sẽ đưa vào theo cặp của nó, được không? 2,7 nè, các em sẽ nhóm với 7,3 này thành một một nhóm nè, được chưa? Được không? Rồi, trừ nè, 51,4 nè. Các em sẽ nhóm với cái anh này. Như vậy ở đây, nếu đằng trước đây dấu trừ, nếu đằng trước đây dấu trừ mà chúng ta đặt đây dấu trừ thì trong này phải là cộng. Cộng đúng không? Đó, đây phải là dấu cộng này. Nếu đặt đằng trước đây dấu trừ thì trong này cái anh 48,6 này nè, các em phải là dấu dấu cộng nhá. Đúng chưa? Đúng chưa nào? Rồi, vậy thì đến đây các em sẽ thực hiện cho thầy nó bằng bao nhiêu? 2,7, 7 với 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1 nè. 7 với 2 bằng 9, 9 nhớ 1 là 10, như vậy 10,0. Thì các em chỉ cần ghi gì? Ghi 10 thôi đúng không? Trừ nè, chúng ta cộng cái này vào cho thầy được bao nhiêu? 4 với 6 bằng 10, 0 nhớ 1. 1 với 8 bằng 9 nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1, 5, 4 là 9 nhớ 1 là 10. Vậy thì dấu phẩy nè sẽ bằng 100,0. 100,0 thì các em chỉ lấy gì? Lấy 100 thôi. Vậy thì 10 mà trừ đi 100, chúng ta có 10 mà nợ 100 thì chúng ta phải nợ bao nhiêu? Nợ 90. Đó, kết quả sẽ bằng âm 90 nhé. Ổn không? Xong chưa? Rồi. Đấy, như vậy mình đã giải quyết xong câu B nhá. Bây giờ mình sẽ sang câu tiếp theo, câu C. Câu C nè. 2,5 nhân với âm 0,124 cộng với nè 10,124 nè nhân với nè 2,5 nè. Đấy, vậy thì chúng ta nhìn thấy đây nè, xuất hiện loại là gì? A nhân với B cộng A nhân C, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là tính chất phân phối giữa phép nhân với phép gì? Phép cộng, đúng không? À, vậy thì A đây sẽ là 2,5 nhân với nè, cái mở ngoặc ra, âm 0,124 nè cộng với 10,124. Đó, đến đây mình sẽ thực hiện phép tính ở đâu? Trong cái ngoặc này cho thầy. Âm 0,124 cộng với 10,124 thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Sẽ được là bao nhiêu nhỉ? Sẽ được là bao nhiêu? Sẽ được là 10 đúng không? Kết quả đây sẽ là mấy? Là 10. Đúng không? Chúng ta nè, nợ gì? Nợ gần 1 mà có gì? Có 10. Vậy thì chúng ta sẽ còn nợ gì? Nợ 10 nè. Được chưa? À, chúng ta sẽ dương 10 chứ. Không có nợ đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ chỉ còn mấy? Còn 10 thôi nhá. Vậy thì 2,5 mà nhân 10 thì các em bỏ dấu phẩy sang bên tay gì? Tay phải sẽ là 2,25. Ổn chưa? Đó, câu C nhá. Xong chưa nào? Rồi, mình sẽ sang bài tiếp theo. Đấy là bài 7.22. Tính giá trị của biểu thức. 7.22. Giá trị của biểu thức người ta cho 7,05 trừ cho A cộng 3,5 cộng với 0,85.
Vậy thì khi A bằng âm 7,2, tức là mình sẽ thay ở đâu có A thì mình sẽ thay bằng cái gì? A bằng gì? A bằng âm 7,2 thì chúng ta sẽ có nè. Được chưa? Đó, các em viết lại thôi. 7,05 trừ A đây là âm 7 nè, 2, đúng không? Cộng 3,5. Nó chưa có đóng ngoặc mà thầy đã đóng ngoặc. 3,5 cộng với 0,85. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là chỉ làm cái bài toán này thôi. Đúng không? Rồi. Vậy thì mình sẽ làm như nào đây? 7,2 trừ 7,2 cộng với 3,5 cộng với 0,85. Như vậy mình sẽ thực hiện ở trong ngoặc hết đi. Được chưa? 7,05 này. Ở đây chúng ta là trừ với cộng này. Trừ với cộng này. Chúng ta nợ. Nợ bằng này. Nợ bằng này mà có bằng này. Đúng không? Đó, các em có thể bấm máy cho thầy cái này. Còn cho nó nhanh nhá. Tức là chúng ta lấy 7,2. Chúng ta cứ lấy 7,2 trừ cho 3,5. 7,2 các em trừ cho 3,5 thì chúng ta sẽ được đây là 3,7 nè. 3,7, vậy thằng trước có dấu gì? Dấu trừ nè. Trừ 3,7 cộng với 0,85. Vậy mình nè, nợ bằng này mà có bằng này, đúng không? Thì mình sẽ lại tiếp tục lấy 3,7 các em trừ cho mấy? Trừ cho 0,85. Như vậy ở đây mình sẽ là trừ cho 2,85. Trừ cho trừ thì sẽ thành gì? Thành cộng, đúng không? Đấy. Như vậy thì ở trong phép tính này, trong phép tính này chúng ta sẽ là có trừ nè, 5 nè, trừ nè. Kết quả ở trong phép tính này mình tính được đây bằng bao nhiêu? Trừ 2,85, đúng không? Trừ 2,85. Vậy thì đây là trừ mới trừ thì chúng ta sẽ bằng cái gì các em? Bằng cộng, đúng không? 7,05 cộng 2,85. Như vậy các em cộng lên cho thầy sẽ bằng bao nhiêu? 5 là 10 với 0 nhớ 1. 8 với 0 là 8, nhớ 1 là 9 nè. 7 với 2 là 9. Như vậy sẽ bằng 9,90. Được chưa? 9,90 thì các em thầy viết nó bằng 9,9 cũng được. Đấy, thầy vẫn để là 9,90 luôn nhé. Được chưa? Bài 7.22 xong chưa nào? Rồi, mình sẽ đến với bài tiếp theo. 7.23. Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Gạo sao mà thức ăn? Gạo là lương thực chứ dùng cái câu từ thức ăn nó không được hợp lý, đúng không? Của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 gram gạo, 100 gram gạo tẻ nè, 100 gram gạo tẻ giã thì có chứa nè 75 gram. Sau này mà thầy cứ miệng thì đọc một đằng, tay thì viết một nẻo. 75 gram bột đường. Đó, bột đường nhá, thầy ghi tắt thôi. 8,1 gram đạm, đúng không? Rồi, 1,3 gram chất béo và các vị khác. 1,3 gram là chất béo đi. Chất béo cộng với cái khác nữa. Được chưa? Rồi, vậy thì giờ ta hỏi cái gì đây? 7.23. Câu A nè. Tính tỷ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 gram gạo. Đây, chất béo đây. Có gì khó không nhỉ? Dễ như là ăn kẹo thôi, đúng không? Đúng không? Vậy thì mình chỉ việc trả lời tỷ lệ phần trăm. Đây chính là tìm tỷ số phần trăm của gì? Của hai số thôi. Tỷ lệ phần trăm khối lượng chất béo. Viết lại cái đề bài. Khối lượng chất béo nè, có
trong bao nhiêu? Có trong 100 gram gạo là. Được chưa? Vậy thì chất béo đây bao nhiêu? 1,3. Vậy thì nó sẽ là 1,3 chia cho 100 và các em nhân với bao nhiêu? Nhân với 100%. Đúng không? Đấy, công thức của nó tính tỷ lệ phần trăm đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ bằng cái gì đây? Nó sẽ là 1,3 nhân với 100 chia cho 100. Đúng không? Vậy trên có 100, dưới có 100. Vậy thì ở đây chỉ còn mấy? 1,3. Được chưa? Vậy thì đây là 1,3 gì? 1,3 phần trăm nhé. Xong chưa? Đơn giản đúng không? Rồi, câu B nè. Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo? Đấy, vậy thì ở đây câu B lại khác nha. Câu B nè. 1,5 kg gạo thì có chứa là bao nhiêu chất béo nè? Ở đây chúng ta thấy nè. 100g gạo thì có là 1,3g chất béo nè. Vậy bây giờ ta hỏi là gì? 1,5 kg gạo. Đó. Thì các em cần này. Kg mà ta hỏi là gam. Thì đầu tiên các em phải cần đổi cái thằng gì ra? Đổi cái 1,5 nè. Ta có nè. 1,5 nè. Kg nè. Các em đổi ra cho thầy là gì? Là gam. 1,5 1kg bằng 1000g. Vậy thì nó sẽ là 1500g đúng không? 1,5 nhân 1000 thì chúng ta sẽ thêm đây 3 số 0 nhưng mà có một dấu phẩy thì sẽ là 1500. Đúng chưa? Đấy. Vậy nó sẽ là 1500g. Rồi, vậy thì ở đây bao nhiêu? 1/3% của 1500 gì? 500. Đúng không? Vậy thì 1,3 này. 1,3, tức là bài toán bây giờ yêu cầu chúng mình tính là 1,3% của bao nhiêu? Của 1500g sẽ là, đấy là bao nhiêu? Các em sẽ lấy gì? Lấy 1500 đúng không, nhân với bao nhiêu? Nhân với 1,3 chia cho 100 đúng không? Đó, đúng chưa nào? Đấy, vậy thì đây là toán tỷ số phần trăm dạng gì? Dạng 1 đúng không? Đúng chưa? Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ nháp ra cho thầy. Nó sẽ bằng 1500 nè. Nhân với bao nhiêu? Nhân với 1,3. Chia cho 100. Đây có 1, 2 số 0, 2 số 0 ta bỏ. Như vậy sẽ bằng 15 nhân với 1,3. Đúng không? 15 nè, nhân với 1,3. 15 nhân 1,3 thì chúng ta nhân lên. Nó sẽ được bao nhiêu các em? 19,5 đơn vị đây là gam. Đấy, xong chưa? Đấy, xong nhá. Như vậy đến đây mình sẽ kết luận nè. Vậy 1,3% của 150g sẽ là. Vậy nè. Trong 1,5 kg gạo đúng không, sẽ chứa bao nhiêu? Sẽ chứa là mình vừa tìm được 19,5g chất gì? Chất béo. Ổn chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, như vậy mình đã thực hiện xong thì bài 7.23. Được chưa? Rồi, sang cái bài tiếp theo. Đó là 7.24 này. Ta còn 2 bài nữa hả? 7.24 nhá. Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây, 4 kg củ cải. Khoai tây rồi củ cải nè. Đúng không? Đó. Giá chưa tính thuế.
Giá chưa tính thuế của 1kg khoai tây là 18.000 nè. 1kg củ cải là bằng này. Đó, tính tổng số tiền hàng. Giờ người ta hỏi là gì? Tính tổng số tiền hàng đã. Vậy thì mình cứ tính tổng số tiền hàng trước. Thế bài toán là quá đơn giản rồi đúng không? Tổng số tiền hàng có số lượng khoai tây, có số lượng củ cải, có số lượng gì? Giá từng kg rồi. Thì bạn nào cũng làm được đúng không? Vậy thì tổng số tiền, tổng số tiền hàng, hàng sẽ là này. Mấy kg khoai tây? 3,5. Đúng không? Vậy thì 1kg là 18.000 nè. Các em lấy 18 nè. Nhân với số lượng kg khoai tây. Cộng với nè. Củ cải là bao nhiêu? 15,6 nghìn. Nhân với mấy? 4kg. Đúng không? Đấy. Vậy chúng ta thực hiện cái phép tính này ra ngoài xem nào. Chúng ta nhân ở đây chúng ta cộng lại thôi. Đúng không? Đó. Như vậy các em bấm máy cho thầy đi. 18 nhân với 3,5. Như vậy chúng ta đây sẽ được là 63. Cộng với nè 15,6. Chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho 4 đúng không? Thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 62,4. Như vậy các em cộng hai công này lại thì có phải nó ra là 125,4 không? Đúng không? Đấy, vậy cộng lại thì chúng ta sẽ được là 125,4. Nhưng mà nhớ đơn vị đây là nghìn đồng nhé. Đơn vị đây là nghìn đồng nè. Nếu mà các em muốn đổi ra đồng thì chúng ta sẽ nhân nó cho bao nhiêu? Một nghìn đồng thì sẽ bằng bao nhiêu? Xin lỗi các em, đúng rồi, 1.000 đồng thì sẽ bằng bao nhiêu? 1.000 thì sẽ bằng bao nhiêu đồng? Đúng không? Thì nếu mà các em muốn đổi nó ra đồng, đồng cũng được, hoặc ta để 1.000 đồng cũng được. Được chưa? Rồi, câu B nè. Khi thanh toán thì Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT được tính bằng 10%. Đấy, tiền thuế giá trị 10% tổng tiền hàng, tính số tiền Cường phải thanh toán. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, 10% tổng tiền hàng. 10%, vậy thì mình phải tính là cái 10% tiền thuế này nè, đúng không? 10% nè, 10% tổng tiền hàng, tức là 10% của bao nhiêu? Của cái gì? Của cái 125,4 này nè, sẽ là, đúng không? Đấy, thì các em sẽ lấy 125,4, các em nhân với gì? 10 chia cho 100. Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ tính xem cái này được bao nhiêu tiền. Tức là sẽ là 125,4, các em nhân với 10 chia cho 100. Vậy thì đây chúng ta bỏ được một dấu không nè. Vậy thì đây là nhân với 10. À đây là chia cho 10. Chia cho 10 thì có nghĩa là chúng ta lại dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay gì? Tay trái của mình nè. Nó sẽ bằng bao nhiêu? 12 phải mấy? Phải 54. Nghìn đồng nhá. Đây đơn vị là nghìn đồng nhá. Đấy, 12,54 nè. Nghìn đồng. Đấy, vậy thì đây là 10% mà Cường phải trả tiền gì? Tiền thuế nè. Rồi đến đây mình mới tính được là số tiền nè. Số tiền mà Cường phải thanh toán nè. Số tiền Cường phải thanh toán là đó, khi các em đi siêu thị á, các em mua hóa đơn thì bao giờ nó cũng sẽ có cái phần này nè các em. Thuế, đúng không? Tùy theo cái mặt hàng. Nhưng mà đây mặt hàng khoai tây với ấy mà sao mà lại tính thuế, đúng không? Tuy nhiên nó là bài toán thôi. Chúng ta sẽ lấy cái gì đây? Số tiền nè, 125,4 nè, cộng với số tiền 10% thuế nữa là 12,54, kem cộng vào. Chúng ta sẽ được bao nhiêu? 130 mấy? 137,45 là 994 nghìn đồng.
đúng không? 1.000 đồng nè. Đó, nếu mà các em muốn đổi nó ra đồng á, thì 137,4 các em nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 1.000 nữa đúng không? Thì nó sẽ bằng là 137.940 đồng. Đó, nếu mà muốn đổi ra đồng nhá. Đấy, xong chưa? Rồi, mình còn bài tiếp theo là bài 7.25. 7.25 mình ta cho nè. Theo báo điện tử Vinanet, năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201.000 tấn hạt tiêu. Đấy, 7.25. Bao nhiêu? 201.000 tấn. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30%. 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới. Đó. Vậy thì đây lại là cái loại toán gì đây? Toán gì các em? Toán tỷ số phần trăm loại mấy? Loại 2 đúng không? Các em biết được là 30% thì nó bằng 201.000 tấn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là tổng cái sản lượng hạt tiêu của thế giới thôi. Áp dụng công thức tỷ số phần trăm loại 2 đúng không? Vậy mình sẽ trả lời được sản lượng gì? Sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới. Đã nè, sản xuất trên toàn thế giới. Đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019, đúng không? Vào cái năm 2019 này sẽ là. Biết tỷ số phần trăm khi biết 30% của nó là bao nhiêu? 201.000 tấn. Vậy thì mình sẽ lấy là 201 chia cho 3 gì? 30 trên 1, 100. Đúng không? Vậy thì đây là bài toán chia một số cho một phân gì? Phân số. Các em sẽ lấy 201 nhân với bao nhiêu? Nhân với 100 chia cho 3 gì? 30, tức là ta nhân đảo gì? Đảo ngược lên đúng không? Đúng chưa? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy 30, 201 nhân lên thì nó sẽ được là 20.000. 20.100, đúng không? 20.100. Các em chia cho 30. Như vậy bớt đi được một số 0 này, sẽ còn là 20.10 chia cho 3. Đúng không? Rồi chúng ta chia nhẩm xem. 20 chia cho 3 thì được mấy? Được 6, 6, 3, 18, dư 2. 21 chia 3 được 7. 7, 3, 21 hết. Như vậy thì sẽ còn bao nhiêu? 670. Đúng không? 670. Đơn vị đây là 1.000 gì? 1.000 tấn nhá. 1.000 tấn. Được chưa? Đó, như vậy đây chính là gì? Kết quả của bài toán. Và các em chỉ ghi cho thầy gì? Đáp số nữa là xong. Đấy, như vậy thì sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới năm 2019 là 670.000 tấn. Ổn chưa? Rồi, còn bài nào nữa không? À, như vậy thì chúng ta đã làm xong về phần luyện tập trung này nhá. Các em nhớ làm trước cho thầy các cái bài trong phần bài tập cuối chương để chúng ta gặp lại nhau trong tiết sau nhá. Rồi, đừng quên chia sẻ video này, kênh của chúng mình, cho các bạn đang học chung lớp, chung trường, ngồi chung bàn với mình nhá.